Đây rồi. Ui giời. Ui giời bạn bạn đấy. Ui. Sao đông. Ui mẹ một đôi zombie. Chào các bạn, mình là Linh đây. À, hôm nay thì anh già đã quay trở lại rồi đây. Khổ quá. Bỏ anh em có mấy hôm thôi mà anh em. Ui giời ơi sợ thế nhờ đồng trọng cả. Tí để toàn các bạn. Và đây lại đi brew tiếp với quả AK Legend. Để giờ mấy hôm nay mình cũng có một chút việc ở ngoài. Cho nên là coi như cũng là một thời gian đầu tuần thì mình nghĩ là anh em mới đi kiểu đi học các thứ nên là cũng ít người xem ấy. Thế là mình cũng nghỉ ngơi một hai hôm gì đó xong rồi lại ơ kìa sao lại như thế được. Đùa sao mình đen thật đi cũng như không chơi. Cảm giác khi mà không chơi game thì nó thoải mái lắm, tinh thần lúc nào nó cũng kiểu dạng người các thứ không. À, nhưng mà chơi game cái thì đây cứ như thế này thì thứ nào mà chịu được. Tôi con người chứ mà con kẹt đâu mà không biết cay cú anh em. Ui nó bắn đau quá. Đúng rồi, lên đi bạn ơi. Làm sao mà chạy được bạn ơi. Này thì chạy này, anh già cao hết. Nãy giờ chưa được một bạn luôn đấy. Anh em cập nhật cho mình chút tình là truy kích mình có gì mới không nhỉ? Mấy anh em thi đấu sao rồi? Có mấy đang hòng hóng anh em, mấy anh em đi thi đấu. Ui rồi bắn đi, mày bắn đi. Mày bắn đi, mày what the fuck, nó cầm katana. Chạy, chạy này. Bồ tát đi luôn. Rồi, thả top vào đâu. Ok nha, thu này phải giả anh em ơi. Mẹ nó cầm katana cay thế. Đây rồi, katana, đâu xem mình sẽ cầm cái gì nhỉ. À, lục legend à. Hay là cầm lục legend nhỉ. Hay là cầm lục legend mà thôi. Ôi, chơi đàng hoàng. Này, katana. Katana này. Mẹ nó chém một phát mình gần chết kìa. Nó mà đầy cái thanh nộ là chắc là một phát mình chết luôn đấy. Đi. Xôi ơi. Một bạn đầu to đầu tiên luôn. Đấy, nó phải trắng miệng như thế. Đen mãi sao được. Cũng phải có lúc đỏ chứ. Đi luôn. Ơ, lý ra mình không có cái cục Rubik à. Chết là mình quên trang bị Rubik rồi. Đấy, mình được một giải rồi đấy. Đâu rồi, à thằng Tóc 1 bị làm do mình ạ. Mình nghe tiếng bước chân đây này. Ui. Mình tính đam kiểu nó hơi chắc cú quá. Trời ơi, đi luôn. Đấy rồi, đến giờ cận chiến rồi. Ui, hết đạn rồi. Kìa. Ủa hết đạn, hết cả đạn luôn à. Chạy. Ui hỏng rồi. Để nhá, ok. Này để như này thì chạy để top này. Đón em là sau lưng ngay. Ôi giời ơi, bình tĩnh bạn ơi. Ôi, mẹ súng mình mạnh quá nhỉ. Hay quá nhỉ. Ủa mẹ súng của nó làm quả là cái đốt phát vào đầu con đầu nhỏ. Thương chưa. Dầu quầy nón này một thang. Đó, hero một sao thôi anh em ạ. Hero một sao, hero. Thôi chết rồi. Chạy đi đâu bạn ơi. Ok nhá, 474 điểm rồi. Các bạn cứ bình tĩnh để mình hồi máu cái đã. Lên đi bạn ơi, Gaming. Ông chú tại sa mạc, ông Hoàng Thẩm Du. Hay chưa? Ok này. Trời, lên top được. Anh già rồi. Đúng rồi em ơi. Hello Zinix. Ôi tôi chết rồi. Hay quá nhờ. Ui. Thằng top 1 nó cận chiến hết kìa. Ác ấy. Trời ơi, top 1 nó cầm katana nó sửa xỉa hết hai thằng rồi. Nhìn thương chưa? 6 kill cho anh ra. Đi lúc. Ây à, đầu to này. Hay quá. Trời ơi. Tự nhiên là bạn ấy bị lag đúng không? Rõ là bạn ấy bị lag anh em ơi. Sao tôi chưa biết điểm rồi. Nếu tôi là có cần chiến. À, top 1. Ô. Ui,
Nó thoát luôn kìa. Vãi cả cứt ạ. Đùa chơi game app vậy. Ôi, thằng kia nó thoát anh em ạ. Vãi cả bìu thật. Ủa hay quá, thằng này bị rơi. Bỏ lạc à. Sẽ xử nhá. AK là cái bản đúng phê đấy. Ui, nó có khiên anh em. Hay quá. Đi rồi. Vào đây, vào đây, vào đây. Ôi trời mẹ. Đồ ăn hại. Trời ơi, 899 điểm. Top 2 ngay. Giật lại vô danh hiệu vô về gì. Má. Ngáo. Ngáo, ngáo này, ngáo này. Một thằng. Từ bạn ơi. Ui mẹ. Rồi thương xong, thương xe nó có kill kìa. Cố lên đầu to ơi. Này thì thương xe. Thương xe. Mình cứ đi phá của nó thôi. Hay quá, đầu to làm việc được quá. Úi dồi ôi, để rồi, các bạn sắp lên top 1 thôi. Tí nữa thôi. Một con chiến rất là đủ. Chỉ cái top 1 đê, chỉ cái top 1 đê. Vô về nhì mãi rồi. Đấy, nó phải như thế chứ, lên top 1 luôn. Như thế nào, 53 con đồ nhỏ vào hết đây. Anh già lo được. Bất cả Rubik lên này. À, các quả bom này. Cho quả bom vào đây. Cho quả bom vào đây. Ui mẹ đấy, là sau lưng kìa. Rồi ok anh em ơi, lên top 1 rồi. Thà như rằng ấy, điểm số nó thua hẳn đi anh em ạ, thì nó không sao. Mà đây, kiểu như là nó chỉ thua một ít so với thằng top 1 ấy. Nhìn nó cay. Đấy, như thế chứ. Ui dồi ôi, lên top hộ. Nào, được chưa? Thế anh là Bru chưa? Lo được anh em ơi. Đây là hero này. Rồi, ra bao con chú quỷ 1000 km/h à. Vua tốc độ, ông hoàng tốc độ à. Này ông hoàng tốc độ lên đây. Đúng rồi. Bắn nó đi bạn ơi. Đúng rồi. Dí nó. Dầm bá. Đúng rồi, chơi đi. Đây mình bảo kê người anh em đấy. Xôi, được chưa? Tinh thần đồng đội nó phải như thế. Ok nhá, cảm ơn anh em nhá. À, tối nay mình chắc là mình like thì mình sẽ like thêm cả là K1 thì mình chơi truy kích em ạ. Và K2 sẽ chơi liên quân nhé. Trận này chắc là này mình sẽ đi leo rank được rồi. Cảm giác là mấy ngày hôm nay đi tập luyện như thế là đủ rồi. Tự tin đó. Nay sẽ đi chọn, đi kiếm thêm mấy đứa để cho giải C4 cuối tuần các bạn. Thì rồi là chúng ta sẽ chủ nhật quẩy thôi. Ok, cảm ơn anh em. Đấy, Akalagun và Rubik Data. Hẹn gặp lại.